Em họ Kim Ngân, nhân quả đang đến với Thúy Nga sau những gì đã làm 3 tháng nay với Kim Ngân. Gần đây, em họ ca sĩ Kim Ngân là Giang Nguyễn tiếp tục bị cộng đồng mạng chỉ trích, lên án một cách nặng nề về những hành động đã làm với Kim Ngân và Thúy Nga. Bức xúc trước điều này, Giang Nguyễn đã lên tiếng trên kênh BBTV. Thời gian gần đây, có rất nhiều YouTube, cộng đồng mạng chửi bới, xịa sói, chỉ trích tôi và gia đình, khiến vợ tôi bị stress nặng nề. Tôi chỉ biết an ủi vợ tôi, bảo cứ mặc kệ đi, ai nói gì, làm gì thì họ sẽ phải tự lãnh hậu quả. Họ chỉ biết nói cho sướng miệng thôi, nên cứ để họ nói, rồi khẩu nghiệp họ tự tạo ra, họ phải lãnh, tôi không chấp. Tôi là một Phật tử nên tôi biết nhân quả như thế nào. Vì phía mình, tôi tin mình không làm gì sai nên không sợ gì hết. Nhân quả đang đến với Thúy Nga sau những gì đã làm 3 tháng nay với Kim Ngân rồi. Những người đó cứ nói đi rồi họ sẽ phải nhận nhân quả giống Thúy Nga thôi. Cái tôi quan tâm là bao nhiêu khán giả quan tâm, ủng hộ tôi và Kim Ngân. Số người trong cộng đồng mạng yêu thương, âm thầm ủng hộ Kim Ngân rất đông. Dạng qua họ không nói ra thôi, nhưng họ thực sự có lòng với Kim Ngân. Tôi nhắn nhủ những người đó hãy cùng cầu nguyện, cầu an cho Kim Ngân. Mỗi người trong chúng ta cùng cầu nguyện thì năng lượng tích cực sẽ truyền tới Kim Ngân, giúp Kim Ngân tốt hơn. Tôi không làm như Thúy Nga, ngày nào cũng đăng lên mạng cạnh Kim Ngân ăn gì, mặc gì, đó là chuyện cá nhân. Đời tư của người ta, tại sao tôi phải cứ đưa lên mạng cho mọi người xem rồi bàn tán? Mọi người thử đặt địa vị mình vào Kim Ngân, xem có hài lòng không, khó chịu không khi ngày nào cũng bị người ta soi mói. Vậy các người cứ đi soi mói xem Kim Ngân mặc gì, ăn gì, làm gì. Điều quan trọng là Kim Ngân có sống tốt hay không, sức khỏe thế nào, chứ xem Kim Ngân ăn mặc quần áo nào, ăn món gì để làm gì. Mọi người cứ nói cho sướng mồm thôi, phân tích này nọ như biết hết mọi chuyện trong nồi, chẳng ra làm sao. Mọi người đâu ở cạnh Kim Ngân mà biết. Tôi đã nói rồi, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Đằng này, họ đã không biết rồi lại còn dựng lên những câu chuyện rất lâm ly, bí đát, làm như tôi là tội đồ với Thúy Nga vậy. Tôi không chấp những điều đó, không quan tâm. Nếu ngày nào cũng để thời gian chấp mấy thứ đó, tôi sẽ không thể giúp đỡ Kim Ngân được. Phước đức là do tôi tạo ra, hàng ngày tôi vẫn niệm Phật cầu an cho Kim Ngân. Tôi hy vọng những gì mình làm sẽ thay đổi được Kim Ngân, làm Kim Ngân tốt hơn. Tôi mong mọi người hãy nhìn Kim Ngân như một người bình thường, như bao người khác, chứ đừng mang ra câu view.